Chào anh em quay trở lại kênh YouTube của Dũng Miền Tây TV. Mình sẽ đồng làm cái video máy cắt lúa nè. Con này nó mới vừa thả giạc nè anh em. Đó, nó mới vừa thả giạc đi vòng đầu luôn. Đó, con này đang đi lên đó anh em. Nó đang đi lên đi vòng đầu đó anh em. À, bữa nay ở đây cắt tới hai máy là nghe anh em. Nó con này đang lên, còn con này đang chăm dầu nhớt xíu nó mới hoạt động anh em. Này cũng đang vừa qua xuống đồng để cắt đó anh em, hai con nè anh em ơi. Bữa nay hoạt động hai con kia nó chạy trước tới con này nè. Con này đang chuẩn bị hoạt động đó anh em ơi. Rồi con này nó có sự cố rồi. À, con này nó mới vừa qua nó thả giạc đi vòng sau nè anh em. Con kia nó đi trước, con này nó đi sau. À, con này là 60 anh em ơi. Bữa nay mình quay con 60 này lâu quá không quay nữa. 60 lên đời chạy cũng dữ lắm anh em. Nó mới thả giạc đi vòng đầu chạy hơi chậm nè. À, còn con kia nó đang đi lên trên kia đi mới vừa xây giạc, con này đi theo nè. Con này nó đang đi xuống nè anh em, nó đi xây giạc vòng đầu, còn con kia đó hoạt động trên kia nó đang đi vòng hai, nó chưa xuống. Con này là cũng 60 nữa anh em ơi, VC60 nó đang chuẩn bị vô tới đầu giạc nè, nó đang chuẩn bị vô tới đầu giạc luôn. Cặp 60 luôn anh em ơi, một cặp 60 bằng cỡ 60 luôn. Nó đang quay đầu chuẩn bị quay đầu đi lên đó. À, bữa nay mình sẽ làm cái video máy cắt lúa cặp 60 anh em. Anh em trải nghiệm qua màn ảnh nhỏ ủng hộ mình anh em. Dũng Miền Tây TV lì xì cho Dũng Miền Tây TV một like anh em ơi. Nó đang quay đầu lên đó anh em. Nó lúa này quá trúng anh em ơi, quá dữ rồi. Nó đang đi lên đó, còn con 60 trên kia nó cũng đang đi xuống đó anh em. Đó, quá dữ đó, con 60 trên kia nó đang đi xuống, con chạy trước con chạy sau nè. Gom ra phà ca luôn, quá dữ, lúa này dày quá dày. Đó, con trước con đi lên con đi xuống á, con này cũng đang đi xuống luôn nè anh em. Đó, con này cũng 60 luôn, bằng cỡ 60. Đó, đang đi tới đầu giạc luôn đó, chuẩn bị đang quay đầu đi lên đó anh em. Con này nãy giờ nó bị cái gì có vấn đề, nãy nó bị xịt khói gì á, không biết nó bị vấn đề gì đây. Rồi tài xế xuống coi khắc phục. À, đó, con đi lên con đi xuống đó anh em, bằng cỡ 60 luôn. Đó, con đang đi lên con đang đi xuống, cặp đôi 60 đó anh em. Con này đi gần tới đầu giạc rồi. Lúa vụ thu đông này trúng lắm anh em ơi. Đó, lúa thấy cuồn cuộn luôn. Nó đang quay đầu lên đó anh em. Con chạy trước con chạy sau luôn. Nó con chạy trước con chạy sau, anh em xem qua màn ảnh nhỏ. Đăng ký kênh ủng hộ mình anh em, lì xì cho Dũng Miền Tây một like anh em. Nó đang đi lên luôn, hai con đi lên luôn đó anh em ơi. Trời cũng dữ lắm nha anh em. Hai con nó đang đi xuống đó anh em. Đó, hai con nó đang đùa xuống nè. Cặp đôi 60 luôn đó anh em. Đó, chạy quá dữ luôn. Đó, đang đi xuống luôn. Đó, con này tới đầu bờ đó anh em. Đó,
con này tới đầu bờ, con này đi qua qua dạc, còn con này đi tới luôn đó anh em. Con sa ké cũng đang gom lúa luôn nè. Đó. Đó, con chạy lên, con chạy xuống nè anh em. Hai con chạy lên lượt luôn. Đó, con này đang đi lên tới trên này nè. À, con này cũng chuẩn bị đang đi lên, còn con xe kéo cũng đang đi gom lúa luôn đó. Hai con xe kéo đang gom lúa luôn đó anh em. Còn con 70 nó đang đi còn 60 nó đang đi lên nè. Hai con xe kéo đang đi gom lúa luôn. Hai máy cắt, hai máy kéo luôn á. Còn con 60 này ở đây nó có vấn đề nãy giờ nè. Bị sự cố. Này con 70 nó còn nằm đây nè. Con này nó đang có vấn đề. Còn con này nó đang đi lên, hai con sẽ kéo đang gom lúa luôn. Đó, dắt đóng bao luôn. Vậy là nó bị nó thiếu bao anh em ơi, chứ nó không có gì hết. Đang lấy bao lên nè. Rồi chuẩn bị khởi động luôn đó anh em ơi, thiếu bao lấy bao, chuẩn bị khởi động luôn. À, 60 này chạy dữ lắm luôn đó anh em ơi. À, còn con bà 60 trên kia đang cũng đang đi lên đó anh em. Còn hai con xe kéo cũng đang gom lúa luôn. Đây con 60 này nó đang xuống tới đây nè. À, còn con 60 nó đang trên kia nó đang đi xuống đó, nó đi sau. Nó mới lấy bao nó đi sau. Còn con này nó đang đi xuống tới đầu giạc nè anh em. À. Đó đang tới đầu giạc đó. Chuẩn bị quay đầu lên đó anh em ơi. Nó đang chuẩn bị quay đầu lên luôn. Đó, chạy quá dữ luôn. Gom ra không? Phà ca luôn. Nó đang đi lên đó. Còn hai con xe kéo cũng đang gom lúa luôn. Nó con chạy lên con đi xuống đó anh em. Con đi lên con đi xuống luôn. Con 60 này nãy nó lấy bao nè, nó đi sau hơn con kia. Con này nó mới xuống tới đầu giạc, còn con kia nó đang đi lên tới trên kia rồi. Nó đang đi xuống luôn. Chuẩn bị quay đầu lên đó anh em. Đó, chuẩn bị quay đầu lên. Lúa mùa này cũng trúng thu đông này trúng lắm đó anh em ơi. Còn hai con xe kéo cũng đang gom lúa ở trên luôn đó. Đó, chạy cũng tốc độ lắm. Hai con đang đi xuống con trước con sau đó anh em. Cách 16m50 luôn. Còn hai con xe kéo cũng đang gom lúa luôn. Còn dòng này nữa là hết đó anh em ơi. À, con chạy trước con chạy sau luôn. Quá dữ. Hết luôn đó anh em ơi. Mình sẽ quay một đoạn lúa xuống ghe, xe kéo ra là công đoạn dắt xuống ghe luôn đó anh em. Đó, mình sẽ quay một đoạn nữa anh em. Đó, xe kéo còn đang gom lúa luôn.
Máy cắt vừa xong, còn hai con xe kéo này nó đang gom lúa nè. Đó, mình sẽ quay cái đoạn mà chở lúa rồi vác xuống ghe luôn anh em ơi. Đó, con xe kéo này đang đi lên luôn. Dốc này quá cao luôn đó anh em ơi. Đó, còn xe kéo con kia nó còn đang gom lúa ngoài ngoài đó anh em. Con này đang đi vô, con này chở hai lớp máy ngoài sau luôn á. Đó. Đó, đang đi vô luôn á. Chuẩn bị lên dốc anh em à. Rồi, chuẩn bị lên dốc một con. Còn một con chưa lên, con còn ở ngoài. À. Đang lên dốc đó anh em. Dốc này cao quá cao luôn à. Quá dữ cái xe. Trời ơi. Anh mà sao anh chổi lên nha. Wow. Quá cao. Con này đi lên được nữa anh em, còn con này đang chuẩn bị đi lên luôn nè. Hai con đang đi lên luôn. Bán lúa tươi luôn anh em ơi. À. Đang lên dốc luôn đó anh em. Chở ra là căng vác bốc xếp vác xuống ghe luôn á. À. Quá dữ xe lúa này luôn. Dốc quá cao quá dốc. Ồ, bật nhỏng luôn. Ồ, đang lên được rồi đó anh em ơi. Hai xe lúa này xe khủng luôn anh em ơi. Đang dắt xuống ghe luôn nè anh em. Đó, lúa ra nhiêu là kéo ra là dắt xuống ghe hết. Bán lúa tươi tiền tươi luôn đó anh em ơi. Nó đang đi dắt xuống ghe luôn. Đó, 52 luôn. Đang vác xuống ghe luôn đó anh em. Mình xin tạm dừng video đây anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình anh em Dũng Miền Tây TV. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn video tiếp theo anh em.